tía. Tía uống nước đi nha tía. Ừ. Con mời tía. Tía. Ừ. Sao rồi tía? Tía qua bên đó rồi, nhà bên đó trả lời sao tía? Trả lời cái gì? Tía trả lễ. Tía nói từ nay không có xui gia, thông gia gì nữa hết. Dẹp. Tía, tía thẳng tay vậy luôn hả? Thẳng tay chứ sao? Bực mình bực mấy à? Ông á, kỳ cục ghê vậy. Tự nhiên đùng đùng đi trả sính lễ, trả vàng trả bạc cho nhà người ta vậy đó. Rồi gia đình cậu Đồng á, còn mặt mũi nào đi nhìn bà con lối xóm? Chứ tôi hỏi bà, tôi không thể nào chấp nhận được của một cái thằng rể mà chuẩn bị cưới vợ rồi mà ăn chơi cờ bạc trác táng như nó. Trời ơi, nó là thanh niên chưa vợ thì người ta có quyền cặp năm cặp bảy. Cái quan trọng là khi lấy vợ về thì tu tâm dưỡng tánh mới là đúng chứ. Sao bà nói chuyện nghe giống bảy thao vậy? Ừ, má nói vậy á là muốn tốt cho gia đình này, muốn tốt cho tía. Chứ mình là nhà gái mà tự nhiên vợ hả, mình trả sính lễ lại như vậy, rồi người ta dị nghị, người ta coi gia đình mình ra gì? Cái gia đình này mày có quyền mở miệng nói hả? Riết hồi lộng giả thành trơn à? Ta đã quyết định rồi, trả là trả, vậy thôi.